Sau hơn 2 ngày ở Hải Dương tập luyện để chuẩn bị khởi tranh cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017, đội tuyển trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thu Ngọc đã cho thấy một sự tiến bộ và gắn kết nhất định. Trong buổi tập ngày hôm nay, những bài tập như bắt bước 1 và phát bóng để cố gắng hạn chế tối đa lỗi cố hữu của đội tuyển trẻ Việt Nam. Hôm nay là ngày buổi tập cuối của đội tuyển trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện cũng chú trọng đến cái phần bước 1 và phối hợp nhịp nhàng cho được ngày mai có một trận đấu tốt. Các em đang rất là cố gắng và tập trung sửa chữa những cái kỹ thuật mà còn đang yếu để khắc phục cho trận đấu ngày mai. Bộ khung đội hình chính với 4 vận động viên được tăng cường từ đội tuyển quốc gia cũng đã thể hiện được những mảng miếng phối hợp khá nhuần nhuyễn với các vận động viên trẻ. Mặc dù có vài vận động viên không được đánh ở vị trí sở trường như phụ công Lê Thanh Thúy thì sẽ phải chơi ở vị trí đối truyền, thế nhưng dường như điều đó cũng không làm giảm đi hưng phấn của toàn đội. Đội Thái Lan thì tôi nghĩ là cũng được rất là nhiều lần tham dự cái VTV Cup rồi, cho nên là họ cũng rất là có nhiều kinh nghiệm. Thế còn đội tuyển Việt Nam thì lần đầu tiên cũng được tham dự. Nên là ban huấn luyện và các em đặt mục tiêu ra là cố gắng thi đấu hết mình